Chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh audio review sách của tôi. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với bạn cuốn sách YouTube Secret, hướng dẫn căn bản cách kiếm tiền từ YouTube. Tác giả Benji Travis và Shin Kanel. YouTube từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại. Có lẽ bạn chẳng còn xa lạ gì nữa với hình ảnh của những YouTuber trong các video triệu view, góp mặt vào danh sách người nổi tiếng trẻ tuổi với con số thu nhập trên trời. Nếu bạn cũng có một niềm đam mê muốn được chia sẻ, nếu bạn cũng thích một công việc sáng tạo và mơ về một thu nhập triệu đô, hay chỉ đơn giản bạn tò mò về những công thức thành công của YouTuber, hãy thử đọc cuốn sách YouTube Secret. Bạn sẽ biết được những công việc đằng sau máy tính của influencer trên thế giới, sẽ thu thập được những kinh nghiệm từ những nền móng để nâng cao, để tạo kênh YouTube tỷ view của riêng mình. Bạn có thể đặt mua ngay cho mình cuốn sách này bằng cách nhấp vào đường liên kết ngay trong phần mô tả. Cảm ơn bạn. Tác giả cuốn sách YouTube Secret, hướng dẫn căn bản về cách kiếm tiền từ YouTube là hai cái tên có lẽ đã khá quen thuộc trong cộng đồng YouTuber Benji Travis và Shin Kanel. Bạn hãy thử gõ hai cái tên này lên hai bộ máy tìm kiếm lớn hiện nay là Google và YouTube. Chỉ trong vòng chưa đến một giây, bạn sẽ nhận được một bản profile, một loạt những trang mạng xã hội của hai nhân vật này và hàng loạt những video tới lượt view đáng mơ ước. Hãy dành chưa đến một giây thử tìm những thông tin này trên mạng để xem liệu hai tác giả có đáng để bạn tin tưởng hay không. Benji Travis là một YouTuber và một chủ doanh nghiệp. Trong suốt 10 năm hoạt động trên YouTube, anh đã có hơn 1 tỷ lượt xem thông qua các kênh cá nhân và có kinh nghiệm tạo dựng các doanh nghiệp thành công trên nền tảng này. Dự án gần đây nhất của anh là Video Influencer, là một trong những kênh YouTube hướng dẫn trực tuyến hàng đầu. Đây cũng là nơi anh chia sẻ chiến lược để tăng sức ảnh hưởng và thu nhập trực tuyến. Với kinh nghiệm hơn 10 năm trong nghề và hàng trăm cuộc phỏng vấn với những YouTuber nổi tiếng nhất, cuốn sách sẽ đảm bảo cho bạn những cách để tận dụng YouTube một cách bài bản nhất. Nếu bạn vẫn muốn tìm hiểu thêm về những tác giả này và cả phần nội dung của tác phẩm này, hãy dành một phút để ngó qua trang web tubesecretbook.com. Hiện nay có đến 10.000 kênh YouTube có thu nhập trên 6 con số chỉ thông qua doanh thu quảng cáo mà không bao gồm các nguồn thu nhập khác. Trong phần đầu tiên của cuốn sách, hai tác giả chia sẻ với bạn 7 nguyên tắc vàng mà họ đã sử dụng từ những ngày đầu lập nghiệp. Đây là những công thức sẽ đúng với mọi thời điểm trên nền tảng YouTube, dù công nghệ có thể đổi thay. Phần 2 của cuốn sách viết về những chiến lược cụ thể để bạn áp dụng và những mẹo giúp bạn nhanh chóng giành được sự chú ý. Cuối cùng, ở phần phụ lục, tác giả chia sẻ những câu hỏi thường gặp nhất và trả lời không chỉ qua cuốn sách mà còn các video, trang web và phần mềm. Đây là những câu hỏi được đặt ra nhiều nhất từ những người muốn là YouTuber đã đặt ra với hai tác giả. Sau đây là những gợi ý để bạn tận dụng cuốn sách này tốt nhất có thể. Đầu tiên, hãy đọc một lần để nắm được đại ý những nguyên tắc và chiến thuật chúng tôi đưa ra. Sau đó quay trở lại và đọc chúng như một bộ tài liệu chỉ dẫn khi phát triển kênh YouTube và nghiên cứu kỹ hơn từng mục cụ thể. Chúng tôi đã đính kèm đường link video của những khóa huấn luyện chuyên sâu để các bạn có thể nâng cao kiến thức của mình ở một mức độ cao hơn. Điểm cộng của cuốn sách này đó chính là tính tương tác cao. Những phần tác giả đưa ra đều có thêm những link video giảng dạy trên YouTube ngay trong cuốn sách. Cũng có nhiều phần câu hỏi gợi mở để bạn tự tìm ra câu trả lời cho riêng mình. Cuối mỗi chương là một vài trang trống giúp bạn tự thực hành, chiêm nghiệm những gì đã học theo hướng dẫn. 7 nguyên tắc vàng
nền móng của thành công. Phần 1 của cuốn sách là 7 nguyên tắc vàng được hai YouTuber đúc kết sau một thập kỷ làm nghề. Đây là những nguyên tắc sẽ luôn đúng với nền tảng YouTube dù công nghệ có thay đổi như thế nào trong tương lai. 7 nguyên tắc được chia thành 7 chương, mỗi chương lại được chia thành các phần nhỏ theo thứ tự các bước bạn thực hành. 7 nguyên tắc bao gồm: can đảm, rõ ràng, kênh cá nhân, nội dung, cộng đồng, tiền mặt và sự kiên định. Những nguyên tắc được sắp xếp theo thứ tự bạn bắt đầu sự nghiệp của mình. Để trở thành một YouTuber, ai cũng cần có một sự can đảm dấn thân. Tác giả, thay vì chỉ thuyết giảng về tầm quan trọng của lòng can đảm, sẽ đưa cho bạn các bước và các mẹo để bạn chuẩn bị tâm lý, tìm ra động lực của riêng mình. Trước khi thành một YouTuber, bạn hãy chuẩn bị tâm lý để nhận lại những bình luận xấu, những lời chê bai, dè bỉu, những video có ít lượt xem và những ngày làm việc căng thẳng. Đây là phần hai tác giả cũng chia sẻ bài tập động lực của mình để giúp bạn thực sự thực hành, đồng thời cũng phá vỡ được những định kiến về YouTube như là YouTube quá đông đúc hay bạn chẳng có tài năng, tiền bạc hay ý tưởng độc đáo nào hết. Bạn đang lắng nghe audio review sách YouTube Secret. Audio này nhận được sự hỗ trợ từ website thanhcadu.com. Chúc các bạn luôn vui vẻ. Chương 2 của cuốn sách là về việc bạn cần phải làm, phải có kế hoạch để định sẵn cho kênh YouTube tương lai của mình. Hai tác giả sẽ tiết lộ 3 yếu tố vàng bạn cần để tâm trong bản kế hoạch của mình, cùng bạn xác định vùng mục tiêu để tạo ra một bản đồ thành công riêng biệt, làm rõ nội dung video và khán giả mục tiêu. Đây là chương rất quan trọng bởi bạn biết rằng có được một kênh YouTube triệu đô không phải chuyện dễ dàng, nhất là trong thời đại người xem chỉ cần một cái click là hàng vạn clip trùng chủ đề với bạn hiện ra ngay. Bạn cần một kế hoạch dài hơi và thực tế để biến mình trở nên đặc biệt. Hãy trả lời những câu hỏi và làm những bài tập được thiết kế từ Benji và Shin để tìm ra lối đi của riêng mình. Nguyên tắc tiếp theo là về cách xây dựng kênh cá nhân của bạn trên YouTube. Đây là phần hai tác giả sẽ đưa cho bạn cách để tối đa hóa cơ hội được thêm một người đăng ký trang của bạn. Hãy thử khám phá và kiểm tra xem bạn đã làm đầy đủ những việc đó chưa nhé. Khi có ai đó vào thăm kênh thì bạn có nhiều nhất 5 giây để thu hút sự chú ý của họ. Tiếp theo có lẽ là chương được những người đọc tò mò nhất khi mua cuốn sách này. Nó viết về nội dung của video YouTube. Những nguyên tắc được trình bày ngắn gọn và giải thích dễ hiểu sẽ chỉ cho bạn cách để đánh giá các giá trị từ nội dung của mình, cách để khiến nội dung của mình trở nên nổi bật, cách chọn nội dung và thời gian, tần suất đăng tải phù hợp. Những việc nên và không nên đều được hai tác giả chỉ rõ. Nguyên tắc thứ 5 mà hai tác giả đưa ra là cộng đồng. Bạn đã bao giờ ngưỡng mộ những YouTuber nổi tiếng với dòng sản phẩm riêng và fan hâm mộ trung thành đến nỗi luôn sẵn sàng bỏ tiền ra mua sản phẩm và khiến chúng cháy hàng ngay trong ngày đầu tiên được bán, và tự hỏi động lực nào đã khiến họ được yêu quý đến như vậy? Đó là những YouTuber đã thành công trong việc xây dựng cộng đồng của riêng mình. Chương 5 sẽ chỉ cho bạn cách tìm ra một cộng đồng của riêng mình, cách tạo kết nối sâu hơn, cách đặt tên cho cộng đồng ấy và làm sao để giữ chân những fan hâm mộ chân chính ở lại với bạn. Hãy đọc và khám phá nhé. Bạn sẽ lượm lặt được khá nhiều tip hay ho đấy. Chương 6 là chương tiền mặt, về cách kiếm tiền từ kênh YouTube của bạn. Có hơn cả chục cách để bạn làm lợi từ những video của mình mà chẳng cần đến hàng triệu lượt xem. Bạn đã nắm rõ hay chưa? Benji và Shin đã liệt kê hướng dẫn cách kiếm tiền khác nhau từ YouTube và lưu ý khi bạn áp dụng những cách này. Chương 6 cũng chỉ ra đâu là thời điểm để bạn bắt đầu kiếm tiền từ YouTube và những lỗi hay mắc phải của những người mới vào nghề. Nguyên tắc cuối cùng không kém phần quan trọng đó là sự kiên định. Kiên định làm nên thành công, đó là điều chẳng phải bàn cãi nữa. Nhưng thật khó để kiên trì bền bỉ
trong những lúc khó khăn đúng không? Benji và Shin sẽ chỉ cho bạn cách thực hành để rèn luyện sự kiên định của mình. Bạn nên làm những video nào khi cảm thấy quá sức và mệt mỏi? Làm thế nào để khối lượng công việc đồ sộ của một YouTuber mới vào nghề ít đi? Với một danh sách liệt kê việc cần làm cho một ngày quay, Shin và Benji sẽ giảm thiểu những lỗi ngớ ngẩn mai mòn lòng kiên nhẫn của bạn. Hãy nhìn vào cách Shin và Benji lên kế hoạch và sản xuất video của mình. Bạn sẽ học được cách hiệu quả và tiết kiệm thời gian, công sức để làm ra những video của mình. Sau khi nắm rõ 7 nguyên tắc nền tảng trên 3 trên, bạn vẫn cần nhiều mẹo để khiến cho con đường nổi tiếng của mình đến nhanh hơn. Hàng loạt những chiến lược được đưa ra trong 13 chương cuối, từ cách tận dụng các nền tảng mạng xã hội như một đòn bẩy cho thương hiệu cá nhân của mình. Cách để đánh lừa thuật toán để tăng khả năng được tìm thấy trên bộ máy YouTube. Chiến lược cộng tác để tăng cơ hội thành công. Cách nắm bắt xu hướng, thành lập đội nhóm và suy nghĩ khác biệt. Bạn sẽ thu thập được rất nhiều những kiến thức trong 13 chương cuối này. Bạn đã bao giờ tự hỏi những nội dung nào phù hợp nhất với Snapchat, Instagram, Facebook hay YouTube chưa? Những đối tượng mà bạn hướng đến đang tập trung ở nền tảng mạng xã hội nào? Họ mong chờ điều gì? Ở mỗi trang mạng khác nhau, bạn nên đăng với tần suất bao nhiêu? Nội dung gì để chúng thực sự giúp ích việc tăng lượt xem cho YouTube của bạn? Cuốn sách cũng chỉ bạn cách để làm việc với các thuật toán của YouTube, cách để giúp video của mình luôn lọt top đầu tìm kiếm. Bạn có tự tin mình đã hiểu hết về SEO? Cách bạn đặt tên cho video của mình liệu có hiệu quả? Nên dùng bao nhiêu hashtag và hashtag như thế nào? Còn rất nhiều nội dung của cuốn sách đang chờ bạn tìm hiểu, như chiến lược trụ lều, cách tìm ra xu hướng, vân vân. Đảm bảo rằng sẽ giúp bạn trở nên tự tin hơn rất nhiều trong hành trình trở thành YouTuber triệu đô của mình, như lời tác giả đã nói. Audio review sách YouTube Secret đến đây là kết thúc. Bạn có thể đặt mua cuốn sách này cho mình qua đường liên kết ngay trong phần mô tả. Cảm ơn bạn đã lắng nghe.